Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn làm một món, chính là bánh canh vịt bột sắt. Bánh canh bột sắt vịt, đây là những nguyên liệu mình đã chuẩn bị: ngò, hành, củ hành, ớt, gừng. Đây là huyết dạng gì quên rồi bạn? Huyết nếp. Đây là bánh canh bột sắt. Thông thường thì mình phải mua bột về mình tự mình làm, nhưng mà ở đây thì mình ra chợ mình mua luôn đó, người ta làm sẵn. Như đây là bao nhiêu ký vậy ba? Một ký về mình trộn nước sôi qua hả ba? Về mình trộn rửa nước sôi một hai lần hả ba, cho nó sạch nha bạn. Đây là rau, đây, và tiếp theo là tới nguyên liệu chính của mình, nó chính là con vịt. Đây chúng ta tới giai đoạn là chặt vịt. Khoảng nửa con vịt nha các bạn, nửa con vịt này khoảng 1 ký. Đây là chúng ta chặt cho vào vỏ rồi. Và sau quá trình khoảng 2-3 phút chặt vịt thì chúng ta có được thành quả, thành phẩm như thế này. Và tiếp theo đó thì chúng ta tới phần sắt củ hành. Nguyên liệu của mình hôm nay là nửa con vịt và một củ hành, một trái ớt và một củ gừng. Đây, các bạn sắc nhuyễn ra luôn nha các bạn, nhuyễn ra. Sau khi hết củ hành thì chúng ta tới ớt nha các bạn. Và tiếp theo đó thì là tới củ gừng. Đó. Mấy nguyên liệu này mình bỏ vô chung luôn hay là chừng nào ai ăn mấy ấy bạn? Chung luôn. Đây. Các bạn này dùng này là để ướp nha các bạn. Bạn bỏ vô phần vịt mà chúng ta vừa chặt xong lúc nãy đó. Và ngoài các nguyên liệu như là củ hành, gừng, ớt thì chúng ta tiếp tục chúng ta cho khoảng là một muỗng cà phê muối, đây, tiêu, một muỗng cà phê bột ngọt và một muỗng cà phê đường. Chúng ta cho vào dĩa này để chúng ta tiện chúng ta ước lượng canh lượng để chúng ta nêm cho phù hợp nha các bạn. Sau khi các bạn là ước lượng xong cái những cái gia vị nêm thì chúng ta cho tiếp tục vào phần vịt của chúng ta. Đây. Chúng ta dùng đũa các bạn, chúng ta trộn đều cái gia vị chúng ta vừa ướp vào phần vịt vừa nói trên để cho vịt nó thấm. Sau khi mình trộn đều thì mình để trong bao lâu là được bạn? 20 phút. Dạ, để khoảng 20 phút cho thấm nha các bạn. Trộn đều.